Mai Nguyễn sắp biến thành người ta tới nơi rồi đấy. Những tâm sự, chia sẻ của Hoa Di sinh năm 1994 trước thềm đám cưới luôn lôi cuốn sự chăm lo của dân tình. Mới đây nhất, con bạn bật mí một sự thật mê hoặc về bạn dạng thân liên quan đến quy tắc ăn khi đi bar hay lớp. Nói chung là ở các chỗ mà người trẻ hay quên mất lối về ấy. Mai tâm sự thế này, bạn bè hỏi sao 25 tuổi mà rủ đi lớp chơi đêm chả khi nào đi. Tại ba mẹ mình chưa thấy mình về là đợi đó. Chỉ duy có khi đi chơi với chung kết ba mẹ mới không lo lắng thôi. Từ bé nhỏ đến giờ đi đâu cũng toàn 10-12 giờ có mặt ở nhà điểm danh, chả khi nào ngủ nhà bạn hay đi khuya nên quen. Sắp tới cưới chung kết ba mẹ không hề phải chờ về nữa, mà chắc sẽ nhớ mấy tin nhắn như thế này lắm. To vì Mai Nguyễn chia sẻ bên trên Instagram. Ừ thì, đàn bà lớn tới lúc phải đi lấy chung kết. Hồi sống cùng ba mẹ có khi bạn có chịu gì điều đó điều kia, vì sự làm chủ quá nghiêm khắc của ba mẹ. Nhưng đến lúc lấy chung kết rồi không hề là đứa con bé nhỏ nhỏ nữa thì sẽ cảm nhận thấy nhớ ăn trống trải rất chi là khi nghĩ về quãng thời gian còn sống ở ngôi nhà của mình đấy. Tâm trạng này của Mai Nguyễn cũng dễ dàng nắm bắt thôi. Chia sẻ dù ngắn ngủi nhưng cũng chạm đến cảm hứng của các cô gái đã ăn sẽ đi lấy chung kết, làm người ta. Đâu ai bé nhỏ bỗng mãi ăn, chúng ta phải đồng ý một thực ra rằng, ngày trước ba mẹ lo lắng cho chính bản thân bao nhiêu, hiện giờ mình lại bắt buộc phải lo lắng cho gia đình nhỏ của bạn dạng thân bấy nhiêu. Nước mắt có khi nào chảy ngược. Mai Nguyễn rất thân mật và gần gũi với mẹ. Hiện tại, Mai Anh Dũng Anh đã hoàn thành các thủ tục cơ bản dạng để chuẩn bị cho một lễ cưới hoành tráng trong thời gian tới. Cao Bô cũng đã chuyển về Việt Nam, anh có một căn hộ đẹp tươi cho riêng mình. Cuộc sống của đôi chung kết trẻ là chủ đề lôi cuốn sự mày mò của dân mạng. Cùng ngắm qua một số trong những khoảnh khắc đẹp của Mai Nguyễn Anh chung kết sắp cưới,